Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay 21 tháng 8, mưa lớn tiếp tục diễn ra diện rộng ở miền Bắc, nguy cơ sạt lở đất đá gia tăng. Trong khi đó, tại miền Trung, nắng nóng kéo dài, còn Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rải rác về chiều. Cụ thể ở miền Bắc, do ảnh hưởng của rãnh mây rông có trục qua khu vực và hội tụ gió trên cao nên mưa xảy ra nhiều nơi. Vùng mưa lớn tập trung ở vùng núi và trung du vào chiều tối, đêm và sáng. Người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm Do có mưa nên nhiệt độ ngày đêm ở miền Bắc duy trì ở mức mát mẻ, cao nhất trưa chiều sẽ dao động từ 31 đến 33 độ, có nơi cao hơn. Còn thấp nhất về đêm là từ 24 đến 26 độ, có nơi thấp hơn do yếu tố địa hình. Trong khi đó tại miền Trung, từ ngày 3 tháng 8 đến nay, nắng nóng xảy ra diện rộng và còn kéo dài trong những ngày tới, với nhiệt độ cao nhất dọc các tỉnh Nghệ An đến Ninh Thuận, dao động từ 35 đến 37 độ, có nơi cao hơn. Đi cùng là độ ẩm giảm thấp nên nguy cơ cháy nổ hỏa hoạn ở mức cao, người dân cần chú ý đề phòng. Có Thanh Hóa và Bình Thuận có mưa rải rác nên nhiệt độ thấp hơn. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ, trong ngày và đêm nay chịu tác động của gió Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần. Vì vậy, về chiều tối và tối sẽ có mưa rào và rông rải rác, ban ngày trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay ở khu vực Tây Nguyên giao động từ 30 đến 33 độ, khu vực Nam Bộ từ 31 đến 34 độ, có nơi cao hơn. Trên biển, ở vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục có mưa rào và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, cây biển động nhẹ. Tàu thuyền chú ý đảm bảo an toàn. Các khu vực khác phổ biến có mưa rào và rông vài nơi. Riêng thời điểm chiều tối, khu vực Nam Biển Đông, trong đó có quần đảo Trường Sa, sẽ có mưa rào và rông rải rác. Đến với thời tiết thủ đô Hà Nội, tại đây trời nhiều mây, có mưa nắng đan xen trong ngày. Lượng mưa lớn tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm với nhiệt độ cao nhất giao động xung quanh mức 32 đến 33 độ.